Em Dũng Hương Hà Nội Audio xin được mến chào các bác. Và hôm nay là ngày 22 tháng 3 năm 2024 thì em cũng làm cái video để giới thiệu đến các bác chi tiết và hướng dẫn sử dụng chiếc đầu Sony MDS-ZR22ES. Và để vào phần chi tiết video thì em vẫn làm cái chương trình đoán 3 số cuối của cái tờ tiền 2000. Thì phần quà thì vẫn làm 10 chiếc đĩa CD và một chiếc USB. Thì cái tờ tiền này thì cũng mấy hôm nay cũng chưa có bác nào đoán trúng thì em vẫn lên cho các bác nhé. Thì các bác sẽ đoán cho em số dưới 300. Đấy. Thì các bác sẽ bình luận cho em 3 số cuối của cái tờ tiền dưới 300 của 2000 này vào video này. Thứ hai cho em xin nút like video. Và thứ ba bấm cho em nút đăng ký kênh và bấm cho em cái chuông thông báo để vào lúc 12 giờ trưa tất cả các ngày trong tuần thì bên em sẽ lên sóng về những cái sản phẩm giải mã về DAC. Và phần quà đây là một chiếc USB 64GB và 10 chiếc đĩa CD các bác nhé. Đấy thì đây là cái số điện thoại hotline duy nhất bên em ạ. Đấy. Thì hiện tại thì hàng bên em cũng cũng vẫn còn rất nhiều. Đấy thì các bác mà cần món nào thì các bác cứ liên hệ số điện thoại hotline và cũng là cái số Zalo bên em và em sẽ tư vấn cho các bác để các bác dùng với mục đích hiệu quả nhất với cái túi tiền của các bác và nó đạt được cái chức năng là chất âm nghe hay nhất. Đấy. Vâng, thì bây giờ em sẽ quay chi tiết về chiếc đầu Sony MDS-ZR22ES. Chiếc đầu ZR22ES là một phiên bản cao cấp và được trang bị mặt phay nhôm và một cái khay đĩa. Khay đĩa mà khi các bác cho đĩa ra thì nó sẽ chạy ra như một khay CD. Và chiếc đầu này thì máy về kèm chiếc điều khiển xịn. Đấy. Có đầy đủ các phím chức năng như là tắt bật nguồn, cho ra đĩa, bấm bài hát, play, top, pause, lấy bài và phím rec để giải mã, đầy đủ hết các phím chức năng. Và con này thì máy về trong tình trạng đẹp như mới các bác ạ. Đây em quay chi tiết cho các bác xem. Máy về rất đẹp. Đấy. Con này là model dòng cao cấp, dòng cao cấp của hãng, thế nên là được trang bị rất nhiều cổng ra vào. Gồm có hai đường quang vào, một đường đồng trục, một đường quang coaxial ra và một đường quang ra. Và con này thì nó có số seri là 206668, điện 100V 16W, 50/60Hz và dây nguồn cũng là dây nguồn zin. Và con ZR22 này thì đường analog ra thì nó gồm có một đường rắc hoa sen và một đường in là đường cũng rắc hoa sen in. Đường out này để cho các bác ra mini, còn đường in để cho các bác kết nối với điện thoại máy tính. Rất nhiều chức năng. Máy rất đẹp ạ. Máy móc bên em thì zin từ con ốc zin đi. Từ ốc inox cũng zin đấy. Lắp lưng đây. Em quay chi tiết một lần nữa. Và bây giờ thì em sẽ mở cái nắp lưng này ra và cho các bác xem luôn cái ruột gan của con ZR22ES này nó đẹp như thế nào. Máy móc bên em thì zin nguyên bản tuyệt đối 100% ạ. Vâng, em cũng đã mở cái nắp lưng ra và quay cho các bác xem cái ruột gan của con ZR22ES. Con này thì nó sử dụng một cái nguồn R-Core, nguồn của Kitamura Kiden, một trong những cái nguồn R-Core mà hãng của Sony chuyên sử dụng trên tất cả những thiết bị như đầu MD, đầu LCD và những dòng cao cấp hơn nữa. Và đây là cái mảng mạch trước nguồn của con ZR22 và đây là mảng mạch giải mã này, mạch gầm nữa này, đấy, hai mảng này. Còn cái mảng mạch ở bên đây là mảng mạch analog và con này thì nó sử dụng hai con chip CXA8042AS. Đấy, và đây là hệ thống cơ. Đấy, hệ thống cơ này là cơ dạng khay đĩa như các bác nhé. Khay nó chạy ra như CD luôn. Đấy. Máy về rất đẹp nhá, bên trong là sắt xi là sáng loáng luôn. Không có dấu hiệu của han gì cả. Mặc dù con này đã sản xuất vào thập niên những năm 2000. Đấy, các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy, sắt xi như mới nhá. Và con ZR22 bên em thì em cũng xin cam kết cho các bác là máy móc bên em là zin nguyên bản 100%. Không có một dấu hiệu của sửa chữa hay một chấm mối hàn nào cả. Đấy. Cùng lắm chỉ thay mỗi cái dây cô loa ở cái hệ thống cơ kéo cái khay đĩa ra thôi. Đấy là chỉ thay duy nhất một cái đấy thôi ạ. Còn mắt mũi là đều là mắt
Zin đi theo máy mắt KMS260A. Mắt này thì các bác yên tâm, thu phát ghi xóa cực kỳ tốt, bền bỉ. Mắt dễ thay thế luôn. Các bác dùng vài năm sau mà nó mắt nó có yếu thì các bác thay cũng rất dễ, chứ không phải những cái chiếc đầu mà nó chạy mắt cổ không có mắt thay. Các bác nhìn này, rất đẹp. Đấy thì bây giờ em sẽ đóng cái nắp lưng này lại và em sẽ bắt đầu em cắm dây nguồn, cắm dây quang và dây AV và em sẽ test cho các bác một quả âm thanh ạ. Vâng, thì bây giờ em sẽ bắt đầu em sẽ làm video em test cái phần âm thanh. Thì đằng sau đây thì em cắm dây nguồn 100V này, em cắm dây quang từ tivi vào này và dây AV Ramni. Đấy, em chỉ cắm có 3 thứ thôi. Và các bác lưu ý cho em cắm đúng nguồn điện 100V cho em nhé. Và trên chiếc điều khiển cầm tay thì nó cũng có đủ các phím như là phím ra đĩa, bấm bật nguồn, bấm bài hát, play, top và rec. Đấy. Thì bây giờ em sẽ bật nguồn lên ạ. Đấy. Thì trên màn hình nó hiển thị là chữ no disc. Đấy. Và bây giờ thì em sẽ bấm phím rec để giải mã. Phím này là chỉnh volume to nhỏ được các bác nhé. Đây, chỉnh được volume to nhỏ đấy các bác này. Thì bây giờ em sẽ đút cái đĩa vào, em sẽ test phần ghi đĩa các bác nhé. Đấy thì các bác sẽ bấm cho em cái nút Open Close này ra. Và đĩa thì các bác sẽ đặt vào đây. Đấy, cái con này là dòng cao cấp, thế nên cái khay đĩa của nó là dòng đặt nó dạng khay CD ạ. Thì trên đầu nó hiển thị Blank Disc, các bác ấn phím Rec và phím Play là bắt đầu ghi cho em nhé. Like
các bác không ghi, các bác ấn nút stop cho em và em sẽ cho đĩa ra. Mục đích của cho đĩa ra là cần thu nó sẽ sập xuống và nó nêu cái bài hát vừa ghi vào đĩa. Đấy, bây giờ em sẽ đút lại. Đấy, em bấm play. Thì phần ghi đĩa này, phần phát đĩa này, phần giải mã không cần đĩa mồi này đều là ok hết. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác cách xóa này. Các bác ấn vào ấn menu trên lâu chưa, và các bác xoay cái núm nách bài hát đây, xoay ra chữ on red xong ấn yết hai lần chưa. Khi trên màn hình nó hiển thị chữ blank disk, các bác cho đĩa ra. Đấy, rất đơn giản thôi ạ. Các bác thao tác 1 đến 2 đến 3 lần là sẽ quen thôi. Đấy, bây giờ em sẽ đút lại kiểm tra này để xem nó đã xóa thành công chưa. Đấy, như này là không có nhạc bên trong các bác nhé, đĩa trắng nhé. Và cái đĩa MD này thì các bác có thể ghi đi và xóa lại được. Đấy, ghi xóa thoải mái luôn. Đấy. Một cái đĩa này thì các bác có thể ghi đi, cứ ghi xong lại xóa không biết bao nhiêu lần. Và đĩa này là đĩa 74 phút, nó có số 74 đi ạ. Đấy, ấn phím back là giải mã thôi. Thì chiếc đầu GA22S này thì bên em cũng xin phép em bán cho các bác mức giá là 8.300.000 đồng. Máy thì gồm có một chiếc điều khiển xịn, tặng cho các bác là một dây quang, một dây AV, một đĩa MD có chương trình. Và vẫn bảo hành cho các bác 3 tháng lỗi 1 đổi 1. Mọi chi tiết thông tin liên hệ thì các bác cứ liên hệ thẳng với em theo số điện thoại là 0966723489. Địa chỉ xem hàng bên em tại Cầu Phụng, thị trấn Phụng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Và bên em có giao hàng ship code toàn quốc ạ. Và một lần nữa thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác. Các bác mà cảm thấy cái video này hay và có hay thì các bác cho em xin một nút like video. Và nếu các bác chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút đăng ký kênh, có nghĩa là các bác đã đồng hành và ủng hộ shop em ạ. Mà một lần nữa thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác ạ.